Sau 10 ngày làm việc với công an, Ngô Thanh Vân đã có quyết định cuối cùng xử lý kẻ livestream trộm. Cuối cùng thì sự việc cũng đã đi đến hồi kết, có ai đồng tình với quyết định của Ngô Thanh Vân? Cách đây hơn một tuần, dân mạng vẫn rần rần bàn luận về chuyện một nam thanh niên đi xem phim Cuba Sài Gòn và đã lén livestream trên một fanpage. Ngô Thanh Vân vô cùng bức xúc, liên tục đăng tải diễn biến của sự việc lên Facebook. Cô còn làm việc trực tiếp với công an để người livestream trộm phải nhận một mức án phù hợp. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn suy xét, cuối cùng cô cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nữ diễn viên cho biết, sau khi gặp mặt gia đình của chàng thanh niên 19 tuổi, cộng với nghe được đoạn ghi âm xin lỗi, cô quyết định chấp nhận lời xin lỗi ấy. Cá nhân Ngô Thanh Vân chấp nhận lời xin lỗi của trường, Vân đã xin phép các nhà đầu tư khác của bộ phim tạm ngưng truy cứu những ảnh hưởng từ hành vi của trường với bộ phim Cuba Sài Gòn. Nói như Ngô Thanh Vân, thì chàng thanh niên ấy không phải ngồi tù, không phải đền bù bất cứ số tiền nào. Cô cho rằng khoảng thời gian vừa qua là để trường nếm trải những áp lực xã hội mà do chính mình gây ra, để hiểu rằng hành vi của mình thực sự là sai trái. Một lần nữa cô khẳng định bản thân mình không cố tình tạo ra sự việc này để tuyên truyền cho bộ phim. Cô vẫn kêu gọi mọi người không livestream trong rạp chiếu phim. Sau nhiều ngày đắn đo, cô đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nhiều người cho rằng cô xử lý nhẹ nhàng và nhân văn. 10 ngày trước cô đã về công an địa phương xảy ra sự việc để làm việc. Ngỡ ngàng với quà quý mẹ Khởi My tặng Kevin Khánh trong ngày cưới. Mẹ Khởi My vừa mở quà thì ai cũng giơ điện thoại chụp ly lịa, còn Kevin Khánh bẽn lẽn quay mặt đi. Sáng 23 tháng 11, Khởi My và Kevin Khánh tổ chức lễ cưới với sự tham dự của những người bạn bè và thành viên thân thiết trong gia đình. Gia đình Kevin Khánh có rất nhiều quà tặng dành cho Khởi My như vòng tay, hoa tai và vòng cổ. Khởi My và Kevin Khánh rạng rỡ trong ngày cưới. Khởi My hạnh phúc khi được mẹ Kevin Khánh đeo dây chuyền. Đến lúc mẹ Khởi My mở quà tặng thì mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí Kevin Khánh còn hoảng hốt nói rằng đeo luôn cho con hả, hết hồn, con trai đâu có đeo cái này. Có ai tò mò mẹ Khởi My tặng gì không? Khởi My nhận được nhiều quà từ nhà chồng như vòng cổ, hoa tay. Kevin Khánh đeo bông tai cho Khởi My. Mẹ Khởi My vừa mở hộp quà để trao cho con rể thì Kevin Khánh lập tức che mặt. Anh chàng tỏ vẻ ái ngại. Kevin Khánh hỏi đeo luôn cho con hả, hết hồn, con trai đâu có đeo cái này. Đó là một chiếc kiềng vàng, thông thường món trang sức này thường được gia đình người thân tặng cho cô dâu. Chưa chú rể nào trong showbiz được đeo kiềng vàng trong đám cưới như Kevin Khánh. Tuy vậy, anh vẫn cùng mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Ngày trọng đại của hai ca sĩ được tổ chức kín đáo, hạn chế lượng khách mời. Thanh Duy làm MC, còn Đức Phúc hát trong hôn lễ. Theo nam ca sĩ đại nhân, khi tới tham gia lễ cưới của Kevin Khánh Khởi My, khách mời phải mặc đồ trắng. Cả năm nay tôi kỵ màu trắng nên đâu có mặc đâu trời, chắc được 2-3 lần nguyên năm là cùng, đám cưới gì mà còn quy định dress code, quy tắc mặc đồ màu trắng chi, cho anh khổ vậy nè, giờ đào đâu ra đồ trắng mặc đây, đại nhân viết. Khởi My 27 tuổi và bạn trai kém 4 tuổi quen nhau khi đóng chung MV gửi cho anh, sau đó cụ thành viên nhóm La Thăng là người chủ động theo đuổi cô. Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức cuối tháng 4, 2017. Sắp đến ngày cưới, bố mẹ chồng lại nói điều này khiến Lâm Khánh Chi rơi nước mắt. Chỉ vì câu nói này của bố mẹ chồng mà khiến người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi phải rớt nước mắt trước ngày lên xe hoa. Những ngày qua, thông tin về đám cưới của người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi và bạn trai kém 8 tuổi trở thành chủ đề nóng được quan tâm của làng giải trí Việt. Dù đang bận rộn hoàn tất những khâu cuối cùng trong ngày trọng đại, Lâm Công Chúa và ông xã Phi Hùng vẫn dành thời gian giao lưu cùng người hâm mộ qua các chương trình. Tôi tên là Khánh Chi, bạn trai tôi là Trần Phi Hùng, hai chúng tôi nhận lời tham gia chương trình này, Lâm Khánh Chi hào hứng. Tham gia talk show mới đây, cặp tình nhân ngôi sao thoải mái cởi mở trò chuyện về đời tư. Mỹ nhân 40 tuổi thừa nhận, tôi thấy anh đẹp trai nên nhìn, trong khi người tình kém tuổi cũng chia sẻ về ấn tượng đầu tiên với bạn gái, dễ gần, dễ thương và đặc biệt rất xinh đẹp. Dành lời hoa mỹ khen ngợi vợ sắp cưới trong lần đầu gặp mặt, ông xã giọng ca Tình Cùng Say bật mí về khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào của cả hai khi nhận lời hẹn hò, khẳng định là con trai nên tất nhiên tôi là người chủ động nói chuyện với Khánh Chi trước. Người tình kém tuổi của Lâm Công Chúa công khai tiết lộ khung cảnh diễn ra nụ hôn đầu tiên. Theo đó, Đà Lạt là nơi ghi dấu ấn mối tình của đôi tình nhân trẻ. Hôm hai đứa đi Đà Lạt quay phim, buổi tối hôm đó tôi là người chủ động hôn Khánh Chi, đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, Trần Phi Hùng cho hay.
Sau lời yêu đương của ông xã, Lâm Khánh Di cũng nói ra suy nghĩ của mình trước khi quyết định nhận lời tỏ tình của bạn trai. Tôi đã sống nửa đời người và trải qua nhiều mối tình, nên nếu yêu ai, điều đầu tiên tôi đặt vấn đề với anh ấy là yêu phải cưới. Nếu làm được điều đó tôi mới chịu. Kiên quyết yêu phải cưới, họ Lâm cũng tâm sự về góc khuất của một người phụ nữ thật thụ, mà vì tạo hóa oan trái phải sống dưới vỏ bọc đàn ông, thừa nhận. Tôi làm con gái đã khó khăn hơn người con gái bình thường khác. Lâm Khánh Chi chia sẻ những giọt nước mắt khi nghe bố mẹ chồng tương lai cởi mở nỗi lòng về chuyện hôn nhân của hai con. Giọng ca em chỉ là một cô gái xúc động kể. Cha mẹ của anh Ken có một câu nói mà khiến tôi rơi nước mắt. Ba mẹ có một người con trai, ba mẹ rất thương Ken và cũng rất thương con. Tại sao? Tại vì con sinh ra, con làm con gái đã phải đánh đổi quá lớn. Nếu người nhìn thật sự thấu hiểu thì con rất tội nghiệp. Vì thế, không lẽ nào bố mẹ không đồng ý cho Ken cưới con? Quan trọng là hai đứa yêu nhau hạnh phúc thôi. Còn vấn đề con không có con được, bố mẹ cứ nghĩ Ken lấy vợ là một người con gái không thể sinh con. Bởi có rất nhiều người con gái bình thường khác cũng không sinh con được. Sau hành trình dài tìm lại chính mình, Lâm Khánh Chi của thời điểm hiện tại đã hạnh phúc hơn nhiều khi đã tìm thấy nửa yêu thương. Người đánh cắp trái tim họ Lâm là Trần Phi Hùng, một doanh nhân người Nam Định sinh năm 1985. Chia sẻ về người yêu và gia đình anh, Lâm Khánh Chi cho biết anh ấy hiền lành, thật thà, ga lăng, quan tâm và lo lắng cho tôi. Như vậy là quá đủ với tôi. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất yêu thương tôi và đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ nói không nghĩ tôi làm con gái lại đẹp đến vậy. Mẹ chồng còn bảo bà rất thương con trai nên chỉ cần con trai hạnh phúc là bà vui lòng. Qua thời gian tìm hiểu, đôi tình nhân quyết định về chung nhà. Sáng 15 tháng 11 vừa qua, mỹ nhân 40 tuổi cùng bạn trai doanh nhân đã thực hiện bước đầu tiên cho lễ vu quy. Trong ngày vui, Lâm Khánh Chi xúc động chia sẻ, mọi thứ đã chính thức bắt đầu, cảm giác hồi hộp đang tăng cao, một niềm vui hạnh phúc ở lồng ngực, thời gian và cảm giác này chắc chắn sẽ in sâu trong ký ức. Không biết nói gì hơn lúc này, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với gia đình, cảm ơn cha mẹ hai bên đã yêu thương và cho tôi được hãnh diện với đời. Tu nguyện báo hiếu cha mẹ đến suốt đời, nguyện kiếp sau được làm con của cha mẹ. Ngoài ra, giọng ca sóng gió tình ca cùng ông xã tương lai cũng bực mí về dự định cho cuộc sống vợ chồng sau khi về chung nhà. Khẳng định có tiền sẽ làm được mọi thứ, mỹ nhân chuyển giới cho biết cả hai dự định nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con sau khi kết hôn. Việc sinh con chắc chắn phải thực hiện rồi, tôi và chồng sẽ thụ tinh nhân tạo bên Thái Lan để có con, nên vấn đề này không phải lo, mình có tiền sẽ làm được tất cả mọi thứ. Chắc chắn tôi và ông xã sẽ có đến 1 đến 2 con, Lâm Khánh Chi bật mí. Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị bạo hành, chân dung người giúp việc qua lời kể hàng xóm. Hàng xóm cho biết, người giúp việc tên Hà đã làm việc ở địa phương một thời gian dài nhưng mới chuyển sang nhà của cháu bé được 2 tháng. Hàng ngày bà vẫn thường xuyên ra mua đồ nhưng rất kiệm lời. Liên quan đến vụ việc bé gái 1 tháng tuổi bị bạo hành, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Đức Tùng, trưởng công an thành phố Phủ Lý xác nhận đã mời người giúp việc đến làm việc. Hiện nay, công an thành phố Phủ Lý và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đang phối hợp xác minh, điều tra các nội dung liên quan đến vụ việc. Khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí sau, trưởng công an thành phố Phủ Lý cho biết. Khoảng 13:20 chiều ngày 23 tháng 11, gia đình đã đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện về. Chia sẻ với phóng viên, bố cháu bé cho biết, kết quả chụp CT không thấy có tổn thương ở bộ phận nào, tuy nhiên con tôi chắc chắn bị sang chấn tâm lý, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cháu. Anh cho biết thêm, bà giúp việc tên Hà, quê ở Ý Yên, Nam Định, hồ sơ đã được chuyển lên công an thành phố. Mọi việc đang được điều tra và gia đình tập trung chăm sóc khi có kết quả từ cơ quan điều tra. Tìm về nơi xảy ra vụ việc, hiện những người dân sống xung quanh khu vực nhà cháu, sau khi biết vụ việc qua các phương tiện truyền thông, họ đang vô cùng bức xúc. Theo lời kể của hàng xóm, khi phát hiện ra sự việc, bà Hà đã quỳ xuống xin lỗi gia đình, nhưng bố mẹ cháu bé vẫn quyết báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng bởi hành động quá dã man. Sau đó, công an phường Quang Trung đã đến tận nhà đưa người phụ nữ này lên làm việc. Được biết, bà Hà đã làm việc ở địa phương một thời gian dài nhưng mới chuyển sang nhà của cháu bé được 2 tháng. Hàng ngày bà vẫn thường xuyên ra ngoài mua đồ nhưng rất kiệm lời và ít nói. Bác Bình, một người hàng xóm xót xa, cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi, não bộ còn chưa hoàn thiện mà hành hung quăng quật như thế thì quá dã man. Đây là hành động độc ác phải bị xử phạt nặng nề để răn đe cho những người khác.
Trước đó ngày 22 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại ảnh một người phụ nữ hành hung cháu bé hơn 1 tháng tuổi. Cụ thể theo clip, cháu bé đang nằm ở trên giường, người phụ nữ tiến lại gần, liên tục dùng tay tát vào đầu. Thấy bé chưa hết khóc, người phụ nữ mắng chửi tiếp tục đánh nhiều cái vào mông cháu bé. Đỉnh điểm, người phụ nữ còn tung cháu bé lên trên không nhiều lần. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người giật mình, sợ hãi và rất bất bình. Theo chị Phương, mẹ của bé gái bị bạo hành, gia đình mới thuê người giúp việc tên Hà, sinh năm 1960, quê ở Nam Định được 2 tháng. Bà Hà mới ở với gia đình chị Phương được 2 tháng, từ khi chị sinh em bé thứ hai, hàng ngày chị Phương ở nhà với con. Nhưng sáng và chiều hay rời nhà một lúc để đưa đón bé thứ nhất đi học, thế mà chị vắng mặt ít phút, con chị đã bị bạo hành. Đông Nhi ông Cao Thắng giới thiệu nhóm nhạc toàn hot boy. Đông Nhi ông Cao Thắng hy vọng khán giả sẽ ủng hộ Unify phiên bản 6 thành viên cùng sản phẩm kẻ cắp trái tim sắp trình làng. Sau thời gian dài tuyển chọn và đào tạo, cặp đôi Đông Nhi ông Cao Thắng hào hứng giới thiệu nhóm nhạc Unify phiên bản mới gồm 6 thành viên, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, nhiều tài lẻ và có khả năng tiến xa trong làng giải trí. 6 hot boy của Unify đều là những hot boy 9X, được Đông Nhi ông Cao Thắng hỗ trợ, định hướng phong cách và hình ảnh rõ ràng. Nhóm hứa hẹn sẽ là một làn gió mới của showbiz Việt với nhiều hoạt động nổi bật cuối năm 2017 và xuyên suốt năm 2018. Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí gần đây, ông Cao Thắng cũng tiết lộ Unify chuẩn bị trình làng sản phẩm âm nhạc mang tên Kẻ Cắp Trái Tim. Ca khúc chủ đề là sáng tác của Đỗ Hiếu, được chính ông Cao Thắng lựa chọn và dồn mọi tâm sức để thực hiện cho các học trò. Theo bật mí của ông Cao Thắng, ngoài phần âm nhạc, công ty của anh còn đầu tư thực hiện MV hoành tráng cho nhóm nhạc nam mới. MV Kẻ Cắp Trái Tim sẽ xoay quanh câu chuyện thế giới mới, nơi có sự tồn tại những quyền năng đặc biệt của 6 vị thần, đại diện là 6 mảnh ghép Unify. Trưởng nhóm Man Grabber Toki sẽ đảm nhận vai thần Apollo, thần ánh sáng và âm nhạc. Lead Vocal Grabber Kyo, thần Ares, thần chiến tranh. Man Vocal Toby, thần Hades, thần cai quản địa ngục đại diện cho bóng tối. Man Vocal Lục Huy, thần Poseidon, thần biển cả. Man Dancer Tùng Maru, thần Hermes, thần thông tin liên lạc sứ giả người lữ hành. Lead Dancer Rapper Vocal Cody, thần Dinosaur, thần tiệc tùng, rượu nho và sự đam mê. Với dự án được đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, Unify hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả qua sản phẩm Kẻ Cắp Trái Tim.